Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là sau một loạt clip về da, về tóc, về đi chợ, về thức ăn thì hôm nay mình sẽ làm clip về shopping. Mình sẽ chia clip ra làm hai ha, chúng ta sẽ nói về shopping quần áo và shopping mỹ phẩm. Đầu tiên sẽ là shopping quần áo. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn nói về bản thân một chút, đó là mình có một cái tôi rất lớn cho nên mình chỉ thích mặc quần áo theo sở thích của mình, chứ mình không theo mốt một cái theo trend nào hết. Và mình thấy cái gì phù hợp thì mình mặc thôi, và chính vì vậy cho nên mình luôn luôn cảm giác tự tin trong những cái bộ đồ đấy. Mà như người Đức nói thì khi mà bạn tự tin thì đúng là lúc bạn attractive nhất, tức là bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất trong mắt cái người đối diện. Và cũng chính vì vậy mà một cái tip mình muốn cho mọi người là các bạn nên xác định được một cái gu thời trang riêng cho bản thân của mình. Các bạn không theo mốt, không theo trend thì các bạn hãy xác định cái gu riêng của mình đã. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình không thích mặc quần dài bởi vì là chân của mình á thì nó rất là nhỏ, và so với lưng thì nó dài hơn lưng, cho nên tỷ lệ của mình nó hơi bị kỳ cục như vậy. Với là mông mình cũng không có, thành ra là rất là lép. Thành ra lúc mà mình mặc quần dài hay quần jean á thì trông sẽ rất là kỳ. Và bạn mình hay trêu là đầu thì bằng trái nho còn người thì như củ khoai tây và cắm lên hai quả tăm. Thành ra lâu lúc mình mặc quần jean mình sẽ không có tự tin, nên mình luôn luôn chọn váy hoặc là quần đùi để khoe cái đôi chân thon gầy của mình ra. Và các bạn, mình nghĩ là các bạn cũng nên như vậy. Tức là các bạn đứng trước gương và tìm xem cái bộ phận nào trên cơ thể của các bạn đẹp nhất và các bạn cảm thấy tự tin và muốn khoe nó ra nhất. Bởi vì người xưa có câu là xấu che tốt khoe. Và khi bạn cảm thấy tự tin với cái bộ phận đấy của cơ thể của các bạn thì các bạn chọn đồ cũng tôn cái dáng đấy lên thì các bạn sẽ tự tin thoải mái hơn. Và lúc mà bạn tự tin á, thì bạn sẽ attractive hơn, bạn sẽ tạo được cái ấn tượng tốt đẹp trong mắt người đối diện hơn. Những cái hãng quần áo nào mà các bạn có thể mua ở Đức thông dụng á, thì sẽ có những cái hãng như là H&M, Zara, Mango, Esprit, S. Oliver, Kimchi, Osei, Seoul A, Primark. Ở Hàn Quốc thì hầu như là những đấy là những cái cửa hàng thông dụng, những cái hãng thông dụng. Mình sẽ đi từng hãng thời trang ha. Mình sẽ lấy chuẩn là H&M vì đây là hãng mình thích nhất, và tủ áo quần áo của mình hầu như từ lúc sang Đức đến giờ chỉ là H&M mà thôi. Thì mình sẽ lấy H&M làm chuẩn nha. Thì đắt hơn H&M thì sẽ có là Zara, hơn Zara, ngang cỡ Zara một chút thì là Mango, Esprit, S. Oliver. Trong tất cả các hãng thì mình thích nhất là H&M. Thứ nhất là giá cả phải chăng, chất lượng thì cũng bình thường thôi nhưng mà nói chung là mặc được. Và thứ hai nữa là mẫu mã nó mình thấy thích, đó là mình mặc vào mình cảm thấy là mình là một người thú vị. Ví dụ như một đồ mình đang mặc cũng thuộc H&M, mình mua cũng gần 2 năm rồi, và cái áo này mình mua như có 4 đồng mấy, 5 đồng gì thôi, nhưng mà mặc gần 2 năm đó, mình thấy đồ Zara thật sự là rất khó mặc. Mình không hiểu là nó cố ý hay không nhưng mà người mẫu của Zara cứ như là bị ngực lép á. Tại mình mặc, mỗi lần mình mặc đồ của Zara vô mình mặc suốt ngày bị kích ngực, mặc dù cùng cỡ. Osei thì mình thấy khá là đứng, tức là nếu mà bạn đi làm này, đi làm công sở này nọ kia thì có thể mua đồ Osei. Với mình thì Osei vẫn có một chút gì đấy hơi già, mặc dù mình đã trên 30 tuổi rồi nhưng mình mặc đồ Osei mình vẫn cảm thấy ôi già quá, cũng không hợp với bản thân, nên mình cũng không có mua. Mặc đồ Osei cũng đắt hơn H&M. Mango thì đồ rất là đẹp, chỉ có điều là giá cả của Mango khá là đắt, và đồ hạ giá của Mango vẫn đắt hơn so với Zara. Cho nên là mình đến 13 năm sau ở Đức là mình vẫn chưa mua được cái đầm nào của Mango, chỉ đi ngắm thôi. Còn đồ của Zara thì mỗi lần nó hạ giá thì mình cũng tìm được một số thứ, ví dụ chân váy chẳng hạn thì mình hay mua đồ chân váy ở Zara. Và Pimki thì cũng cỡ H&M nhưng đồ Pimki nó hơi màu mè, mình cũng không thích lắm. Còn Esprit hay là Esprit và S. Oliver thì hai tiệm này thì mình không có thích, hai hãng này mình không có thích. Đồ thì rất là basic, tức là nếu mà bạn thích mặc đồ hàng ngày lịch sự và kiểu thoải mái thôi, không quá cầu kỳ, không quá gọi là lồng lộn thì có thể chọn đồ của hai hãng này. Và tất nhiên là giá thành, có một điều là giá thành nó khá là đắt, với mình thì khá là đắt. Khi mà bạn mua đồ quần áo á, thì bạn cũng đưa ra một cái tiêu chí là bạn muốn mặc cái áo đấy trong vòng 2 năm, 3 năm, hay là 5 năm, hay là 10 năm, hay là 20 năm. Thì các bạn hãy, thì bắt đầu chúng ta phải chọn cửa hàng. Ví dụ bạn chỉ định mặc cái áo đấy 2-3 năm thì H&M, Zara là một trong những cái lựa chọn hàng đầu. Còn nếu mà bạn định mặc từ 5 năm, 10 năm trở lên á, thì hãy suy nghĩ đến S. Oliver và Esprit, những cái bộ đồ người ta gọi là ăn chắc mặc bền. Và tất nhiên giá cả nó cũng sẽ đi theo cái độ bền của quần áo, của sản phẩm. Mình nói như vậy không có nghĩa là H&M là chất lượng xấu mặc được 2-3 năm rồi. Chẳng qua đơn giản là H&M thì mẫu mã bao giờ nó cũng hơi thịnh hành hơn và nó cũng sẽ theo mùa. Và trong khi S. Oliver thì nó rất là basic, tức là nó rất là... Và mình không thích mặc đồ của Esprit cũng như là S. Oliver bởi vì khi mà mình mặc những đồ đấy thì mình cảm thấy là nhàm chán. Mình cảm thấy mình nhàm chán trong gương luôn á. Ngoài những hãng nêu trên thì còn có New Yorker. New Yorker thì phong cách thời trang nó cũng gần như là H&M với Primark. Về chất lượng thì nó nằm giữa H&M với là Primark. Nó tốt hơn Primark và nhưng mà chưa được đến trình của H&M. Có hai hãng mà mình không thích, đó chính là Seoul A và Primark. Thực sự là đồ C&A thì mình nói nào là cứ cảm giác nó
nó rất là chán và chất lượng sản phẩm cũng không được tốt lắm. Còn đồ Primark cũng thế. Đồ Primark thì về thiết kế thì nó sẽ giống như H&M, nó hợp với các bạn giới trẻ sinh viên, nhưng mà chất lượng sản phẩm thì nó còn tệ hơn H&M nữa. Tại vì mình đã mua rất là nhiều quần áo của các cái hãng này thì mình thấy là đồ của Primark giặt một hai nước là dục luôn. Đồ Primark mà đặt ra đồ hạ giá càng không mặc được nữa, chỉ mặc đúng một nước rồi sau đấy là vứt. Còn đồ của C&A thì được hai ba nước. Đồ H&M thì mình lại thấy khá bền, tại vì mình mặc được 3-4 năm, thậm chí có những cái là đến bây giờ mình mua từ lúc mình mới sang Đức một cái áo khoác của H&M và đến bây giờ mình vẫn mặc cái áo khoác đấy. Ở trước á, thì bốn mùa rất là rõ ràng, xuân hạ thu đông thì cũng rất là rõ ràng, cho nên quần áo nó cũng thường đi theo mùa. Và cứ 3 tháng một thì sẽ có một đợt giảm giá để mà người ta thanh lý những cái đồ của mùa trước rồi cập nhật đồ của mùa mới. Chính vì thế cho nên là cứ 3 tháng sẽ luôn luôn có một đợt hạ giá và để chúng ta shopping đồ. Thường để tiết kiệm thì mình hay mua shopping theo ngược mùa, tức là xuân hè thì mình sẽ mua đồ thu đông và mùa thu đông thì mình sẽ mua đồ xuân hè. Có những buổi mà gọi là Einkaufssonntag á, tức là ngày chủ nhật mua sắm, thường là chủ nhật cửa hàng cơ hiệu ở bên này đóng cửa, nhưng mà có những đợt gọi là ngày chủ nhật mua sắm thì các cửa hàng cơ hiệu mở cửa. Thì thật sự mình khuyên là những cái ngày đi các bạn cứ đi mua, mình mua sắm chỉ đi ngó nghiêng cho vui thôi, tại vì mua những ngày đấy đồ không cũng đắt mà hạ giá cũng chưa nhiều, thường chỉ giảm giá 10%, 2%, không có đáng. Đợi đến mùa hạ giá đi thì sẽ được giảm giá đến 70% lận. Ngoài những đợt hạ giá theo mùa thì còn có những cái đợt như là Cyber Monday hay là Black Friday. Thường thì vào những dịp này không phải chỉ có mỗi quần áo mà tất cả những thứ khác như là đồ điện tử, đồ bếp vẫn sẽ hạ giá luôn. Thì vào những cái dịp này thì mình thấy quần áo hạ giá không có nhiều mà chủ yếu là mỹ phẩm và đồ điện tử. Vào những dịp đấy thì mình hay mua đồ điện tử hơn. Còn quần áo thì cứ 4 mùa trong năm thì đều có hạ giá và mình đều mua ngược mùa. Ngoài việc mua quần áo ở ngoài cửa hàng cứ hiểu vào những cái dịp mà hạ giá thì các bạn có thể mua quần áo online. Những cái hãng online mà mình thích nhất chính là Zalando, All About You và ASOS. Đây là ba hãng online nó giống như là outlet mà thịnh hành nhất ở Đức. Bình thường nó đã như outlet rồi và nó đã cái giá cả nó đã rẻ hơn ở ngoài một chút rồi, nhưng mà những cái đợt mà giảm giá chẳng hạn như kiểu Black Friday này nọ thì nó còn giảm giá còn mạnh hơn nữa. Mình rất thích All About You và mình thường hay mua măng này và áo khoác ở trên All About You. Còn Zalando thì mình thích mua giày, và ASOS thì nếu mà bạn là đi mặc đồ để đi đám cưới này hay là đồ dạ hội này hay là đồ cho cô dâu nữa thì các bạn có thể suy nghĩ mua ở trên ASOS. Ngoài ra các bạn có thể mua quần áo ở shopping online ở những cái trang của Trung Quốc, ví dụ như là YesStyle, Shine hay là AliExpress. Thì trong ba cái trang này thường hay quảng cáo trên Facebook đó, đồ nhìn rất là đẹp thì mình hay mua đồ ở trên AliExpress và mình đánh giá đây là đồ tốt nhất trong ba cái hãng này. YesStyle mình đã mua 2 lần và cả 2 lần đều rất là thất vọng, mặc dù mình đã đọc feedback rất là kỹ nhưng mà cái hình ảnh và feedback ở trên đấy nó không được tốt như của AliExpress. Cho nên là mình rút kinh nghiệm mình sẽ không mua YesStyle, mặc dù nó là đồ Hàn Quốc nhưng thật ra là đồ từ Trung Quốc xịp sang và đồ đắt, tức là đồ thật ra nó đáng giá rất là rẻ nhưng mà nó lại bán giá rất là đắt. Nhưng về chất lượng của AliExpress thì là nó là đồ Trung Quốc, nó giống như mấy cái shop quần áo bán ở Việt Nam á, thì cũng là đồ xịp đồ ở Quảng Châu này nọ thôi, thì đồ AliExpress cũng như vậy. Và nếu bạn chịu khó đọc kỹ feedback ở phía dưới mà có cả hình nữa thì bạn sẽ tìm được những cái sản phẩm rất là tốt. Mình khá là thích, hiện tại mình đã có đến 5 cái đầm qua mua từ AliExpress và mình rất là thích cái kiểu dáng cũng như chất vải của những cái bộ đồ đấy. Vì chất vải, chất lượng đường may cũng khá là ổn. Và kinh nghiệm của mình là khi mua sản phẩm ở đấy thì nên chọn những cửa hàng có số lượng follow cao và có cái lượng feedback tốt. Còn size thì cũng tương tự như YesStyle, chất lượng rất là xấu và giá cả thì nhìn rẻ, đúng kiểu giá nào tiền nào của nấy. Nếu mà đã mua đồ giá rẻ thì thôi để tiền đi mua hàng em còn hơn. Nên là size và YesStyle thì mình khuyên mọi người đừng mua, đừng cố gắng thử, không có đồ đẹp đâu. Và đồ đẹp thường phải là hên xui, mà mình thấy là xui nhiều hơn là hên. Quần áo cũ thì mua trên, mình chưa bao giờ mua quần áo trên eBay Kleinanzeigen. Ở Flohmarkt thì thời gian hồi mình mới sang Đức mình đã có thời gian đi mua. Thật ra thì ở Flohmarkt mua quần áo mà vừa với châu Á, thể trạng châu Á thì rất là hiếm. Nếu mà các bạn có ăn hên á, mà tìm được một cái flow mạc của người Nhật á, thì các bạn sẽ tìm được rất là nhiều đồ đẹp. Còn của châu Âu thì cỡ XS như mình thì rất là hiếm. Còn nếu mà mua ở các cái cửa hàng cửa hiệu second hand á, thì ở đồ ở đấy mình thấy rất là đắt, đắt cực kỳ luôn. Cho nên là nếu mà bảo mình mua đồ ở second hand hay mua đồ mới thì thôi, mình để cái tiền đấy mình mua đồ H&M, đồ mới mình mặc còn tốt hơn. Chứ đồ quần áo ở second hand không có rẻ hơn tí nào cả. Lý do là ở các cửa hàng cửa hiệu second hand thường bán đồ như ở Hamburg chẳng hạn thì đa số là bán đồ hiệu có số có má, cho nên là giá nó cũng đắt. Bình thường cái giá cái áo đấy khoảng mấy trăm rồi và người chủ người ta cũng bán lại với giá mấy chục. Mỹ phẩm thì thường mình hay mua mỹ phẩm ở Dokery, ở DM. Nếu bạn nào xem vlog, những vlog trước cũng như đã từng thăm nhà mình rồi thì sẽ biết là mình xài hầu hết sản phẩm mỹ phẩm ở Dokery. Mỹ phẩm dưỡng cơ bản thì là
từ mình lúc mình sang Đức lúc từ khi mà mình 19 tuổi, và trước đấy thì mình không có xài mỹ phẩm gì hết. Cho nên cái khuôn mặt của mình là hồi đấy mình cũng là sinh viên mà không có tiền nhiều, nên mình chỉ tìm đúng những mỹ phẩm ở Đức và mình xài Drogerie đầu tiên. Và mình cũng không có xài các mỹ phẩm nặng đô, cũng không có xài retinol, không xài BHA, AHA gì cả. Chỉ có đến thời gian gần đây là khi mình bắt đầu bước qua tuổi 30 rồi thì bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa thì mới bắt đầu sử dụng các mỹ phẩm nặng đô. Trước đấy thì mình không có xài mỹ phẩm nặng đô, cho nên là mỹ phẩm ở Drogerie vẫn còn phù hợp với da của mình. Và mình có một lời khuyên dành cho các bạn mà còn đang còn trẻ, hoặc là những cái bạn mà chưa xài mỹ phẩm hoặc là ít xài mỹ phẩm á, mà bây giờ bắt đầu muốn mua sẵn tập tành tập mỹ phẩm á, thì hãy tập ở trên, mua thử ở trên sản phẩm ở trong Drogerie trước, để cho da của các bạn làm quen ở những sản phẩm ở nồng độ thấp trước, đi từ từ lên thì sẽ tốt cho da hơn và cũng tiết kiệm túi tiền hơn cho các bạn. Nếu bạn nào ở Việt Nam đã xài mỹ phẩm nặng đô từ đầu rồi, tức là khi mà các bạn mới 18, 19 tuổi mà bắt đầu xài retinol rồi, hay là xài BHA ở các cái nồng độ cao rồi á, hoặc là các cái chất antioxidant ở nồng độ cao rồi á, thì mỹ phẩm Drogerie ở bên này như trong DM Rossmann thật sự nó không có nhiều tác dụng cho các bạn nữa, tại vì da các bạn đã quen với cái quen ăn những cái sản phẩm ở nồng độ như vậy rồi, và Drogerie là những cái nồng độ thấp hơn là các bạn sẽ không có phù hợp nữa. Nó khi các bạn bôi Drogerie các bạn sẽ thấy không phù hợp, và lúc đấy các bạn sẽ suy nghĩ là sẽ mua mỹ phẩm ở Douglas hay những như kiểu ở trong Apotheker như kiểu là Rose Posay, Avener, là những cái chỗ mà mình thích mua mỹ phẩm đó chính là DM, Rossmann, Budni, Douglas và Yves Rocher, Yves Rocher hay Yves Rocher. Thì đấy là những cái hãng mình thích. Đối với hãng Budni á, Budni Koski á, thì thường nó đắt hơn Rossmann và DM, nhưng mỗi lần Budni nó hạ giá thì cái sản phẩm nó sẽ rẻ hơn rất nhiều lần so với DM và Rossmann. Khả năng nếu mà Budni nó hạ giá thì hãy mua ngay. Còn đồ của DM thì thường rẻ hơn Rossmann và Budni khoảng 50 cent đến 1 euro. Nếu bạn mua với số lượng nhiều á thì nên mua DM. Và DM được cái là có cái tích điểm payback, và đến một số lượng hình như là 1.000 điểm thì sẽ được 1 euro, và đến một số lượng nào đấy nhất định thì các bạn có thể quy đổi ra tiền, tức là các bạn thanh toán bằng cái số điểm đấy. Có hôm mình mua hết 30 euro mình không có tiền mặt, cũng như thẻ bị spare vì bấm sai lần mã pin, thì mình quyết định là trả tiền bằng payback, tức là bằng điểm. Mình thấy khá là ổn. Và nếu mà bạn mua quà về cho Việt Nam chẳng hạn, hay là bố mẹ sang mua quà cho Việt Nam á, thì chăm đi DM một chút để tích điểm cho mọi người, tích điểm cho bạn. Rossmann cũng có hay có đồ hạ giá, và đặc biệt là có cái code giảm giá 10% trên app. Mình chỉ không thích Rossmann ở một điểm, đó là cái đồ giảm giá của Rossmann, cái giá cả nó thường không thống nhất. Ví dụ bình thường có một cây son á, bình thường nó bán là 3,5 đồng, nhưng mà hôm đấy á, là cái hôm giảm giá, thì chả hiểu sao trên cái giấy giảm giá nó ghi là Zone Anke Mode, giá bình thường là 4,5 euro, và giá giảm là 3 euro. Tức là người đọc vào thật ra cảm giác là được giảm đến 1 đồng mấy, nhưng thật sự các bạn chỉ giảm có 50 cent thôi, chứ không phải 1 đồng mấy. Tức là các bạn tự nâng giá lên và tự giảm xuống. Và cho nên mỗi lần mà mua đồ Rossmann á, là mình phải, mà nó giảm giá là mình phải search trước trên đó là so với DM thì nó giảm được nhiều hơn không. Nếu mà giảm chỉ có 50 cent thì mình cũng chả mua để làm gì. Mình cũng có mua mỹ phẩm ở Douglas và cũng canh hạ giá, đặc biệt là làm thẻ thành viên á, và cứ khoảng vài tuần thì mỗi lần có thông báo giảm giá thì mình sẽ nhảy vào mua. Thường thì nếu mà nói mua mỹ phẩm trong một cái bộ make up á, thì foundation là thứ mà các bạn có thể bỏ tiền đắt mua một chút, là mua nên mua foundation tốt một chút, tại vì đó là cái lớp nền cho da của các bạn. Thì các bạn có thể mua high end, suy nghĩ các sản phẩm từ 30 đến 45 euro chẳng hạn. Còn như búp kẻ mắt, kẻ lông mày hay mascara thì các bạn có thể suy nghĩ mua Drogerie. Ví dụ như kẻ lông mày thì mình thấy mua Drogerie là ổn rồi. Và thứ hai là các bạn nên nhìn cái hạn sử dụng của sản phẩm, tại vì có những sản phẩm 6 tháng đã hết hạn sử dụng, thì các bạn chỉ xài nó được maximum 9 tháng là rồi các bạn mới quăng. Nhưng mà nếu mà cái sản phẩm đấy nó ghi là 36 tháng, 24 tháng thì các bạn sẽ xài lâu hơn cái thời gian đấy, và nó sẽ tiết kiệm được tiền nhiều hơn cho các bạn. Nên khi mua mỹ phẩm thì nên nhìn cả cái hạn sử dụng của cái sản phẩm nữa. Hãng mỹ phẩm tự nhiên như Yves Rocher thì mình thấy cũng có cái hệ thống tích điểm giống như payback, nhưng mà không được quy đổi ra tiền, không được quy đổi ra để trả tiền cho sản phẩm, mà là các bạn cứ đến một số điểm nhất định thì các bạn sẽ được tặng một món quà, được chọn một sản phẩm bất kỳ mà các bạn thích. Thì mình thấy cũng rất là thú vị, và sản phẩm của hãng này là của Pháp, mua ở Đức rẻ hơn mua ở Việt Nam. Nên nếu bạn nào mua về làm quà thì hãy mua Yves Rocher của Đức, tại Đức. Và sản phẩm thì nó là sản phẩm tự nhiên cho nên nó cũng phù hợp với da. Trước đây thì mình rất là thích, nhưng mà dạo gần đây mình lười đi shopping quá nên mình cũng không có mua. Nhưng mà mình thích sữa tắm ở đây vì nó thơm. Vậy là clip hôm nay cũng chỉ có đến thế thôi. Mình hôm nay nói chuyện hơi bị lang mang ha. Hy vọng clip sau sẽ nội dung sẽ tốt hơn. Và tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.